Em mình chào các bác ạ, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh nút màu đỏ. Các bác nhớ ấn nút đăng ký kênh nút màu đỏ và ấn nút quả chuông thì chúng ta sẽ tự động cập nhật được những video mới nhất mà em về theo năm tháng. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2020, em Bình giới thiệu cho các bác một cái mẫu xe gia đình cỡ nhỏ. Thực ra nhỏ thì cũng không hẳn là nhỏ, nhưng nó rất là thực dụng của người dân Việt Nam chúng ta, đặc biệt là các chị em phái nữ rất là ưa chuộng cái chiếc xe này. Xin giới thiệu với tất cả các bác, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Suzuki Swift, động cơ 1.4, sản xuất năm 2014, tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu. Xe mang ngoại thất là màu mận đỏ các bác nhá. Nói về Swift thì chắc hẳn mọi người cũng được biết rồi, trên thị trường thì cái dòng xe này dành cho phái nữ là nhiều, đàn ông con trai thì cũng ít đi hơn, bởi vì nhìn chiếc xe nó rất là nữ tính. Nhưng có một cái điều đấy em muốn nói đến cho tất cả mọi người. Mọi người đừng lầm tưởng rằng nó cùng phân khúc với chiếc xe Morning hay là i10 mọi người nhá. Không phải đâu ạ. Morning và i10 nó là những cái chiếc xe phân khúc hạng A. Còn chiếc xe Swift này động cơ 1.4 như này, nó được gọi là ở phân khúc hatchback hạng B các bác nhá. Chúng ta nôm na A và B thế chúng ta dễ hiểu. Với chiếc xe Swift động cơ 1.4 thì mọi người cũng được biết rồi, nó sẽ đi đầm chắc hơn, thoải mái hơn, to rộng hơn là những chiếc xe Hyundai i10 hay là Morning hay là Spark mọi người ạ. Còn nói về chất lượng xe thì các bác biết rồi, chất lượng xe của em luôn luôn cam kết cho tất cả các bác, xe không đâm đụng và xe không ngập nước. Nếu như lên xem xe các bác phát hiện ra xe em bán ra không đúng như mô tả hay xe bị lỗi, em hoàn toàn tặng chi phí đi đường cho tất cả các bác. Bây giờ thì để không mất thời gian của tất cả mọi người thì em sẽ đi vào chi tiết chiếc xe này để cho tất cả các bác cùng được nắm bắt về chiếc xe này. Em xin nhắc lại với tất cả các bác, đây là chiếc xe Suzuki Swift 1.4 số tự động, sản xuất năm 2014, tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu. Về giá bán chiếc xe này hiện tại em Bình đang chào bán với giá là 358 triệu giá còn thương lượng và linh động các bác nhá. Thực ra với cái giá chào bán như vậy thì bây giờ nó sẽ chạm vào mốc của những chiếc xe Kia Morning số tự động hay là i10 đời khoảng 17, 18 gì đó. Rất là đẹp đúng không mọi người? Một chiếc xe đến từ đất nước Nhật Bản, vuông vuông nhỏ nhỏ, xinh xinh, rất là đẹp, tuyệt vời. Mở giúp anh cái cửa bên kia. Mở anh cái cửa bên kia. Đó. Nội thất đen các bác nhé. Cửa thì đóng còn rất là chắc. Đó. Đây em quay qua cái phần nội thất đằng sau luôn cho các bác xem này. Ghế còn rất là căng các bác ạ. Ghế rất là căng. Rồi. Đây là nội thất đằng trước này. Xe chạy 8 vạn xịn các bác nhá. 8 vạn xịn ạ. Về phần đầu xe thì mọi người cũng được thấy xe được trang bị đèn bi projector. Cầu lồi đấy mọi người. Đèn LED định vị ban ngày đầy đủ. Đây các bác nhìn đèn. Quả đèn này thì chúng ta đi ban đêm thì rất là sáng. Về mức độ sơn zin của chiếc xe, hiện tại xe còn sơn zin đến 90% các bác nhá. Quang mở giúp anh cái nắp capo. Về cái form dáng của chiếc xe Suzuki Swift này em thấy nó rất là hay, bởi vì nó vuông vuông ở phần đuôi xe, bầu bầu, rất là khỏe, nhìn rất là khỏe. Cái này bác nào mà về dán nóc đen vào nữa thì sẽ đẹp hơn. Mở giúp anh cái nắp capo. Biển Hà Nội các bác nhá, đúng đời đúng biển 30A luôn đấy ạ. Xe đã em đã cho dọn dẹp qua nên là về cơ bản thì xe cũng khá là đẹp. Động cơ 1.4 các bác nhá, hiện tại là xe đang nổ máy. Các bác nhìn để ý cho em, đó là con ốc chân máy này, tất cả các vạch sơn vàng này hay vạch sơn đỏ của nó là vẫn còn nguyên, từ cái cục ABS cũng vậy này các bác nhìn này. Xe em luôn luôn cam kết cho các bác xe không đâm đụng và xe không ngập nước các bác nhá, nên là các bác yên tâm, mặt máy số tất cả mọi thứ là còn zin 100% cho các bác. Thực ra thì em nói hơi nhiều mà mong tất cả các bác thông cảm, bởi vì cũng muốn truyền đạt lại cho các bác hiểu hơn về cái chất lượng xe để các bác ở xa có thể hoàn toàn tin tưởng chúng ta lên thoải mái lên xem xe. Bởi vì nếu như một chiếc xe mà em không bán xe lỗi nên do vậy là muốn các bác ở xa thì cứ tự nhiên lên xe hoàn toàn không có lỗi đâu. Còn xe cũ chúng ta đánh giá từng cá nhân từng người các bác ạ. La răng này, la răng màu chì rất là đẹp các bác nhé, màu chì. Xi nhan tích hợp trên gương, xi nhan tích hợp trên gương này, mặt gương chỉnh điện, gương gập điện đầy đủ.
trần phào, các bác nhìn để ý từng cái cột kèo cho đến kính lái này, rất là đẹp đúng không mọi người? Đó. Về phần đuôi xe đây, quay qua cho các bác về phần cái đuôi xe này, Suzuki đấy, đèn hậu nguyên bản theo xe này, rất là to, được vuốt cong. Là rằng các bác nhìn để ý cho em cái cua lốp này, các bác thấy không ạ? Cái cua lốp này còn nguyên vạch chỉ này, nó không bị mọt đâu các bác nhá. Đó, tất cả các tem mát của nhà sản xuất là vẫn còn nguyên. Từ cái gioăng cao su này cũng vậy này, các bác nhìn này, nó đen lên, nó không bị bạc các bác nhá, không bị bạc. Hay là từ cái phần táp ly cửa phụ này, các bác nhìn này, bậc lên xuống này. Đó. Mở cốp đây, mở cốp bằng điện. Đó, đây là hiện tại chiếc xe em đã mở cốp ra. Mở cốp ra các bác. Đây các bác nhìn này, con ốc bản lề không một vết vặn cờ lê nào các bác nhá. Không một vết vặn cờ lê nào, tất cả các đường chỉ của nó còn nguyên. Mấy cái vấn đề đinh tán này này hay là ốc chỉ này thì mong các bác em bỏ qua. Bởi em quay vào những cái chính để cho các bác nhanh hiểu hơn, nhanh hiểu hơn. Đây là cái phần lốp sơ cua, các bác nhìn cái phần hông lốp này. Hông cua lốp này không mục mọt đúng không mọi người? Nó không mục mọt, không hoan gì. Đây, từ cái chốt khóa nó còn sáng sáng rực lên như này. Suzuki Swift. Thực ra để mà nói đúng tên thì em không nói đúng tên đâu mọi người, em cứ nói hay nói để người dân chúng ta hay nói nó là Swift nó dễ. Và cảm biến lùi theo xe, cảm biến lùi đầy đủ các bác nhé, bốn mắt này. Xe em chưa cho dọn nội thất nên là nó hơi bẩn một chút các bác ạ. Ghế phụ này, túi khí đầy đủ đây các bác nhé. Đây là hộc đựng đồ này. Đó, ghế da màu đen. Ghế da màu đen 358 triệu giá còn thương lượng và linh động các bác nhé. Đây để ý, các bác để ý giúp hơn cho em, đó là xe được trang bị màn hình rồi, đề nổ start top, điều hòa là điều hòa tự động các bác nhé, điều hòa tự động, hộp số tự động này. Đó, phanh tay, vô lăng chưa được bọc da, đề nổ start top, trần phao thì còn rất là đẹp mà sáng căng các bác ạ. Đây em đi vào bên trong này, đèn gầm này, nút đèn gầm này, các bác nhìn từng cái phần nhựa này hay là từng cái bản lề nó phải zin như thế này. Thực ra thì cũng tâm sự với các bác là như này ạ, em rất là tự tin, rất là tự tin về cái chất lượng xe của mình, bởi vì mình luôn luôn bán xe đẹp, không bán xe lỗi đâu, nên là rất là tự tin về chất lượng xe mình bán ra. Mình tự tin thì khách hàng họ sẽ có thể nghi ngờ và ông này có thể thái quá hay là em không quan tâm các bác ạ. Các bác mua được xe của em về thì các bác chỉ việc sử dụng thôi. Còn đương nhiên mình muốn ngon hơn thì mình bảo trì bảo dưỡng bao nhiêu đó là ở mình. Cái núm còi các bác nhìn này, vô lăng này. Xe chạy có 8 vạn xịn rồi các bác nha, rất là đẹp này. Đó, đây, đồng hồ này. Nói chung là xe khá là mới các bác ạ, xe khá là mới. Tắp lô, tắp ly này, củ số là vẫn rất là ngọt các bác nhé, rất là ngọt này. Đó. Suzuki Swift. Màu đỏ rất là đẹp đúng không mọi người? Đó. Một chiếc xe đến từ đất nước Nhật Bản. Dạ vâng, thì vừa rồi em Bình đã giới thiệu cho tất cả các bác. Trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Suzuki Swift, sản xuất năm 2014, tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu, xe chạy 8 vạn. Em Bình chào bán với giá là 358 triệu. Bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em trong số điện thoại em để phần mô tả các bác nhé. Em xin phép kết thúc clip đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những chương trình lần sau. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái mẫu xe đô thị nữa đi. Một chiếc xe đến từ đất nước Nhật Bản. Xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây là chiếc xe Suzuki Swift 1.4 số tự động, sản xuất năm 2014, tên tư nhân biển Hà Nội. Màu đỏ, xe này rất là đẹp các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi qua một vòng để giới thiệu cho các bạn về chiếc xe này. Các bạn muốn xem chi tiết thì các bạn vui lòng qua kênh YouTube của mình, đó là kênh Bình Ô tô Cũ Hà Nội, để các bạn có thể xem chi tiết hơn về chiếc xe này các bạn nhé. Các bạn đừng lầm tưởng đây nó không phải là một chiếc xe phân khúc cùng với lại cả Morning hay là i10 đâu.
Đây nó là một chiếc xe phân khúc hạng B, hatchback hạng B các bạn nhá. Đó, nội thất đen, xe chạy chỉ có 8 vạn thôi, rất là đẹp các bạn ạ. Có nhiều bạn cứ trách móc mình bảo xe ông tua lắm thế. Các bạn ơi, xe ít thì mình bán ít các bạn ạ, không quan trọng vấn đề nào đâu. Các bạn để lại cho mình một lượt follow nhá. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt.